Dạ, em ly dị ông xã 10 năm rồi anh. Con em 18 tuổi sống với em. Trai hay gái? Dạ, con em con trai anh. Con em có ủng hộ em khi mà em tham gia chương trình Dạ, bạn mới chương trình này là con em đăng ký cho em á chị. Trời, dễ Ồ, thương không? vậy hả? Cưng quá hả? Bên đây sao anh? Em cũng có gia đình mà ly hôn nay 7 năm rồi anh Linh. Được hai đứa con gái. Một đứa lớn thì có chồng ở Hàn Quốc, còn đứa nhỏ thì có chồng ở thị xã Tây Ninh. Xin mời bạn nữ. Chào tên. Mời bạn nam. Rồi. Em tự em giới thiệu về mình đi. Dạ, em tên Phạm Thị Thúy Liễu, sinh năm 1980, quê ở Tây Ninh, hiện đang sinh sống và làm việc ở tại Bình Dương. 40 tuổi. Dạ. Ừ, trời, sao nhìn em trẻ quá vậy? Liễu làm gì Liễu? Dạ, em làm bên phun xăm thẩm mỹ và em làm tóc luôn anh. À, mời trai. Xin chào anh Quyền Linh và chào chị Hồng Vân và chào bạn bên kia và xin chào khán giả. Mình tên là Nguyễn Nhân Duyên, đến từ Tây Ninh, sinh năm 1972. Nay 48 tuổi rồi. Mình làm bên thợ mộc mà làm bên nghề nhà gỗ cổ xưa anh. Anh ưu khuyết điểm gì? Ưu điểm là mình trong công việc mình rất là chăm chú làm. À, một cái khuyết điểm của mình là mình ít nói. Mình không hút thuốc, không uống rượu. Em sao nè? Ưu điểm gì nè? Ưu điểm em thì gì em cũng biết làm, như công việc đàn ông hay là sửa điện, sửa máy quạt. Còn khuyết điểm? Dạ, khuyết điểm thì em hay mất ước lắm. Có tật dạ. xấu gì không? Dạ, cũng có. Ngại quá. Sao? À, em ngủ thì em không có mặc đồ. Theo em cái đó là tật xấu hay là tật đáng yêu hả Duyên? Ủa, cái đó, cái đó cô không phải là tật xấu gì đâu. À, đường tình duyên bên đó sao? Dạ, em ly dị ông xã 10 năm rồi anh. Con em 18 tuổi sống với em. Trai hay gái? Dạ, con em con trai anh. Con em có ủng hộ em khi mà em tham gia chương dạ, trình bạn mới chương không? Trình này là con em đăng ký cho em á chị. Trời, dễ thương. Ồ, vậy hả? Cưng quá hả? Bên đây sao anh? Em cũng có gia đình mà ly hôn nay 7 năm rồi anh Linh. Được hai đứa con gái. Một đứa lớn thì có chồng ở Hàn Quốc, còn đứa nhỏ thì có chồng ở thị xã Tây Ninh. Vậy là anh ở với ai? Sống có một mình. Rồi, thấy cũng hợp lý đó. Hai người cũng lỡ một lần đò rồi. Bây giờ mình gặp lại, biết đâu mình sẽ sống trọn cuộc đời luôn ha. Dạ, em cũng mong là vậy. Ừ. À, bên cô gái. Dạ. Em muốn một mẫu người đàn ông như thế nào? Dạ. À, ưa nhìn là được rồi anh. Biết quan tâm, biết chăm sóc, hiểu và thông cảm anh. Còn bên đàn trai, mình muốn một mẫu hình lý tưởng thế nào? Em thì em không có cần người là tốt hay xấu hay đẹp, nhưng mà em chỉ cần là một người ví dụ hiền thôi. À, biết chăm sóc trong gia đình là được. Để tôi qua anh coi kia hiền không. Em không hiền anh ơi. Em không hiền anh ơi. Em chào. Ồ, anh chào em. Xinh gái quá. Tôi nghĩ 40 tuổi đâu. Ừ. Nhìn rất style, rất là hiện đại. Em không thích cái gì ở người đàn ông của mình? Dạ, em không thích keo kiệt, khó chịu quá anh. Em không thích dê. Không thích dê. Trời ơi, đàn ông mà không dê là có vấn đề đó em. Bình thường giao tiếp giống như anh Linh gì nè. Anh Linh nhìn em mà anh Linh dê dê là em biết á. Dạ. Dạ. Anh Linh ơi, anh Linh nhìn sao nè. Chắc tôi nhìn đây hoài luôn quá. Dạ. Tôi sợ biết đâu nhìn mà nói mình dê nữa. Ủa nhưng mà em nhìn sao phát hiện ra người ta dê em? Dạ, tại em làm tóc có nam nữ á anh. À. Mà em hình như em cũng có giác quan sao sao á. Em nhìn là em biết anh. Giống như ánh mắt anh nhìn em á. Em nhìn rồi, em nói dạ, đi. Dạ, anh nhìn vậy không có dê. Ừ, giống như anh sợ em lắm vậy đó. Mừng quá. Không thích đàn ông dê rồi, không thích đàn ông gì nữa? Dạ, em không thích có mùi hôi á. Tự cổ tìm hiểu cái mùi đi, chứ tôi tìm cũng được rồi đó. Rồi, nhìn lên đàn trai đi. Dạ, coi chị, sao? Chào chị. Chào em. Em thích cái người bạn gái của em phải như thế nào? Cái ngoại hình sao? Trước thì thí dụ giờ nhìn cái gương mặt là nó phù hợp với mình, biết chăm sóc gia đình và quan tâm tới gia đình là được rồi. Ủa, bữa nay em đi với ai vậy?
Bữa nay em đi định đi là đi với mẹ, nhưng mà mẹ bị bệnh đột ngột quá rồi cho nên đi một mình luôn. Mẹ không có đi được. Dạ. Bây giờ nếu mà em có bà xã nữa thì mẹ có bắt về làm dâu không? Không, mẹ không có cho làm dâu. Mẹ thì tuổi cao nhưng mà mẹ thích sống một mình. Em không thích cái điều gì ở cái người con gái? Phụ nữ thí dụ em không thích, thứ nhất là đừng có bê bối trong nhà quá. Không bê bối. Cái thứ hai nữa, thí dụ giờ đi làm về mệt mà cứ đừng có nghe điện thoại mà cứ kẹt ngang bên vậy rồi nấu cơm hay này kia nọ thấy mệt lắm. Rồi cái gì nữa? Chỉ nhiêu đó thôi chị. Nhiêu đó thôi em ơi, em có ghiền điện thoại không chị? Dạ em không có thời gian để ghiền chị. Linh ơi, Vân thấy vậy nè, Linh hôm nay giờ ảnh đi mình vậy đó, thôi Linh đại diện nhà trai đi. Đại diện cho. Ừ. Linh, tôi thấy bên đàn gái là xinh xắn nè, cũng cá tính nè, có công việc làm ổn định. Giờ nếu hai người đến với nhau, tự chăm sóc với nhau, tự phát triển kinh tế vậy cũng khỏe re luôn. Đàn trai đồng ý rồi đó. À rồi, đàn trai đồng ý phải không? Em đi với ai? Dạ em đi với em gái, em trai, em chị. Dạ lời đầu tiên thì cho em xin gửi lời chào đến anh Quyền Linh, chị Hồng Vân và toàn thể mọi người có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Thì sau khi mà nghe anh nói chuyện nãy giờ á, thì em cảm nhận được là anh là một người đàn ông là rất là chân thật, thẳng thắn và nói chung là rất là hiền. Chị với anh thì nên cho nhau cơ hội để tìm hiểu, và được thì mình hẹn hò, tại vì mọi người cũng đã lớn và ổn định hết rồi mà. Thôi mở rào đi. Mở rào. Mở rào. Bắt đầu đi. Dạ. Không gian này của hai bạn đấy. Anh có quà tặng cho em. Dạ, em cảm ơn anh. Dạ, em cũng có món quà tặng cho anh. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, em có món quà tuy nhỏ nhưng tặng cho anh để... Quá dữ. Đây là cái bóp. Anh mang theo bên mình, có thể anh cất giữ những thứ quan trọng của anh để nhớ tới em. Em nhìn thấy anh sao? Dạ, em thấy anh cũng hiền, phúc hậu. Nhìn anh coi có dê không? Em nhìn thấy anh coi có dê lắm. Dạ không anh. Coi coi có dạ. Mùi gì không? Dạ chút lại gần á mới nghe được anh. Vậy em lại gần anh đi để coi nghe có nghe. Tại sao anh không lại gần? Tại sao anh không lại gần cho người ta tiến gần lại đi kiểm tra. Dạ anh thơm lắm. Dạ, dạ. Chắc sức dầu thơm. Ví dụ mà mình thương nhau á, mình đến với nhau á, anh có thương con em không? Cái đó là phải thương rồi. Cái đó anh rất thích. Dạ. Con trai, bây giờ anh không có con trai vì đó là con em, thì anh cũng nghĩ như là con của anh. Nhưng mà điều, nếu mà em với anh mà hợp nhau mà em có thích sống ở bên anh không hay là bên em? Dạ chỉ cần có thể anh lo được cho mẹ con em thì anh dắt em đi đâu em cũng đi. Trời. Không trời. Em có nhà riêng chưa? Dạ em không có nhà nhưng em có đất anh. À, em vậy. Không có tiền cất nhà. Mai mốt anh về làm nhà gỗ cho em. Dạ cảm ơn anh trước. Nói chung là anh thì cũng chuẩn bị cho một cái gia đình nhỏ nhỏ thì nó cũng chu tất hết, cho nên em khỏi lo đó, nhà cửa anh đã có đầy đủ hết rồi. Em ở Bình Dương, ví dụ mà mình quen nhau á, anh có thể xuống thăm em được không? Được, cái đó là được, nhưng mà thường thường thì một tháng hay là nửa tháng anh mới đi một lần. Nhiều khi công trình của anh đi tùm lum hết á, có khi anh đi tới Lâm Đồng rồi Đồng Nai rồi Bình Dương. Vậy anh mới ở Bình Dương đây gần cả năm nè, anh làm ví dụ mấy cái anh nhà cưới em về đó. Anh bỏ em nhà anh đi Lâm Đồng hả? Em mít ướt lắm anh đi em khóc lắm á. Nhưng mà lúc đó là nhiều khi là anh làm công việc ở nhà, anh làm tại nhà anh không đi nữa. Dạ đó, anh không đi nữa đó. Trời ơi anh này anh có duyên ghê lắm. Mấy cái anh mà kép cải lương mà hồi xưa đó hả Linh? Linh thấy không, cực kỳ giống luôn cái phong cách như vậy đó. Nhưng mà mỗi câu ra đều có duyên đúng không? Em thích đàn ông có duyên hay đàn ông đẹp trai bé? Dạ em thích cả hai á chị. Em thích cả hai á chị. Dạ anh này anh được cả hai không? Dạ ảnh bây giờ không đẹp trai đâu chị, anh chắc đẹp nhưng mà không phải là trai nữa, nhưng mà anh có rất là có duyên. Bây giờ nói thật nha, anh này á, ảnh mặc quần áo chưa có tút lên. Dạ thực chất ảnh con người ảnh có nét lắm á, với cái tay nghề của em á, anh tin rằng chỉ sau một thời gian ngắn thôi ảnh sẽ thành một con người khác đó. Thành một con người khác. Dạ chắc chắn, bởi cô ấy cũng làm thẩm mỹ mà. Anh nhiều lắm là anh chỉ như cái gu của anh Quyền Linh là em làm hết cỡ luôn á thì dạ, cả... dạ nó vẫn còn cái vị chất phát á, cho nên là em làm mà lên nữa không lên được.
Em nói trước em làm cỡ như anh Quyền Linh là được. Vậy đó hả? Dạ. Quá rồi. Em mà làm được như anh Quyền Linh là quá luôn rồi. Rồi cỡ như mai mốt mà nếu em về bên anh em sống thì em mở tiệm ở đó được. Nhà dạ, anh thì ở ngay mặt đường. Dạ được. Em mở tiệm được. Dạ, tại quê em là em đi đâu thì đi nhưng mà em vẫn về quê. Thật rồi sự... rồi anh có cái tài lẻ gì không? Có biết hát cải lương không? Bữa nay vậy mình ở Tây Ninh mình hát một câu vọng cổ ở Tây Ninh đi. Em đứng lên với anh luôn đi, anh ca em. Đúng rồi, đó. Chuyến xe Tây Ninh sáng nay chuyền bánh, chờ những niềm vui hân hờ đón xuân về. Bỏ qua trên tay tôi bỡ ngỡ về, xe lao nhanh trên đường lớn rộng mà gương mặt mỗi người đó là hoa. Cô gái ngồi tựa bên khách đường xa, mời cất tiếng hoa đủ cười hiền. Chuyến xe này về với Tây Ninh, mà đường thành phố Tây Ninh tôi vừa đi một nơi. Yeah, em sao nè? Em hát lại thay lời muốn nói với anh đi ha. Bởi vì một khi em đã yêu, là con tim em đã dâng trao cho tình yêu. Dù đường tình yêu muôn khó khăn, phải đôi khi em biết em không được may mắn. Chẳng cần bận tâm hay nghĩ gì, mình hy sinh cho ai đó sẽ được những gì. Đã yêu nhau thì cứ yêu đi, sẽ cho ta ngày tháng chẳng hề phung phí. Và nếu bây giờ em đây được nói một lời, nói em chỉ yêu mãi mình anh. Chị... em run quá. Hay lời muốn nói vậy là hiểu rồi. Em chỉ yêu một mình anh thôi. Đó, câu cuối cùng động lại. Bây giờ hai người có thể nắm tay nhau thử xem cái cảm xúc điện hai người thế nào, có hợp nhau không? Dạ, nó giật anh. Nắm tay bên kia. Bây giờ chúng ta có 30 giây nhìn thẳng vào mắt nhau và nói xem cái cảm xúc bây giờ hiện tại như thế nào. Nói cho anh. Gặp em thì anh thấy em rất là đẹp, hơn một cái ý nghĩ của anh. Dạ, cảm ơn anh. Còn em? Em tim em đập mạnh quá. Em không nói được không? Rồi, được rồi. Dạ. Chúng ta về vị trí đi. Chúng tôi đã để anh chị kết nối rất là lâu và có thể để truyền cảm xúc, thậm chí truyền luồng điện cho nhau. Bây giờ mình để tay vào nút bấm đi. 30 giây chúng ta nhắm mắt lại, kiểm tra con tim mình có đúng rung động thật sự hay không. Nếu thật sự rung động chúng ta bấm, không rung động chúng ta nhường cái nút bấm đó cho người khác. 3 2 1. Thực ra Vân thấy nè, ở hai bạn này á, có những cái mà bổ sung qua lại rất là tốt á. Bởi vì em á, là em rất cần một cái gì để che chở, thì anh này anh có đủ hết á, để anh có thể bảo bọc được cho em. Ngược lại á, cái chưa đồng đều ở đây là anh chưa biết hưởng cái cuộc sống này. Nói thẳng ra là làm chứ mà chưa biết hưởng. Bây giờ em chỉ cho anh cách hưởng đi. Đó là chị chỉ thấy vậy thôi ha. Thì hai người này sẽ rất là hạnh phúc. Chính xác là như thế. Cố gắng có thêm đứa nhỏ nữa, có mong không? Cái đó thì cũng rất là mong. Mong gì có đáp ứng cho ảnh không? Kiếm đứa không? Dạ được. 5-7 đứa cũng được. Trời ơi, đó coi đó, sung sướng chưa nè.